Uống bao nhiêu nước trước khi đi ngủ thì tốt cho cơ thể? Uống 1 ly nước trước khi đi ngủ để phòng tránh tai biến mạch máu não, ngăn ngừa chuột rút, loại bỏ độc tố và giúp ngủ tốt hơn. Uống nhiều nước trước khi đi ngủ có tốt không là câu hỏi của nhiều người quan tâm. Đa số mọi người lo uống nước trước khi đi ngủ sẽ khiến ngủ không ngon giấc, bị đánh thức khi đi vào nhà vệ sinh lúc nửa đêm. Song các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng trước khi đi ngủ, uống 1 cốc nước có thể giúp ngừa một phần nào đó chứng tai biến mạch máu não và nhiều bệnh tật khác. Dưới đây là những lý do bạn nên uống 1 ly nước trước khi đi ngủ. Theo podcast, thứ nhất, giữ cơ thể ngậm nước. Không giống như ban ngày, chúng ta không thể tiêu thụ nước trong suốt cả đêm. Khi ngủ, cơ thể không tham gia vào bất kỳ hoạt động thể chất nào. Phần nước tiêu thụ sẽ giúp đáp ứng hydrat quá cho cơ thể cả đêm. Uống nước trước khi ngủ, giữ cho cơ thể ngậm nước, giúp duy trì mức độ hydrat quá trong cơ thể. Thứ hai, phòng ngừa tai biến mạch máu não. Kết quả của một số công trình nghiên cứu cho thấy trước khi đi ngủ, uống 1 cốc nước có thể giúp phòng ngừa phần nào chứng tai biến mạch máu não. Trong thực tế, những tai biến mạch máu não thường xảy ra vào sáng sớm. Sau khi một đêm dài, cơ thể không được cung cấp nước, máu trở nên đặc hơn và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai biến mạch máu não. Chính vì vậy, mỗi chúng ta, nhất là những người lớn tuổi, mỗi tối trước khi đi ngủ nên uống khoảng 200 ml nước, khoảng 1 cốc nước. Các chuyên gia y học cũng khuyên rằng, buổi tối trước khi đi ngủ, uống nước khiến cho máu loãng ra, có lợi cho tuần hoàn của mạch máu, giúp phòng chống tai biến mạch máu não. Thứ ba, loại bỏ độc tố. Cơ thể chúng ta hấp thụ nhiều chất độc thông qua nhiều nguồn khác nhau và điều này có thể dẫn đến bệnh tật. Do vậy, cần phải loại bỏ chúng trên cơ sở hàng ngày. Cách tốt nhất để làm điều đó là uống nước. Uống trước khi đi ngủ sẽ giúp cơ thể xóa bỏ độc tố và làm mới cho cơ thể. Thứ tư, thúc đẩy giấc ngủ tốt hơn. Uống nước trước khi đi ngủ cũng giúp bạn ngủ ngon. Và nước giúp cân bằng các vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Trong lúc ngủ, hoạt động thể chất tạm ngưng, do vậy nước có thể tiếp cận với tất cả các bộ phận của cơ thể. Hormone, vitamin, khoáng chất và mức độ năng lượng cũng được cân bằng vào ban đêm. Nước giúp thư giãn các cơ bắp và các khớp xương, giúp cơ thể hoàn toàn phục hồi sau một ngày làm việc vất vả. Thứ năm, giúp giảm cân. Nước là một thức uống không có calo, không mùi, không vị và không có chất phụ gia. Tuy nhiên, nó là chất cần thiết giúp cơ thể hoạt động bình thường. Uống nước lạnh trước khi đi ngủ sẽ đốt cháy calo khiến bạn giảm cân. Thứ sáu, ngăn ngừa chuột rút cơ bắp. Nhiều người bị chuột rút khi đi ngủ. Điều này xảy ra là do thiếu hydrat quá trong cơ thể. Nước uống trước khi đi ngủ giúp giảm thiểu nguy cơ chuột rút gây đau đớn và khó chịu trong khi đi ngủ. 1 ly nước cuối cùng trước khi đi ngủ sẽ làm việc như một lọ thuốc giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh, cơ thể tươi mới mỗi ngày khi bạn tỉnh giấc. Và đến đây phần chia sẻ của mình xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.